Trạm Nông Nghiệp xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Có nhiều bạn yêu cầu mình là chia sẻ về phân thuốc mà mình sử dụng nó như thế nào, là loại gì. Thì clip này mình sẽ chia sẻ chi tiết về những cái loại phân thuốc mà mình đúc kết được qua nhiều năm qua. Đó là kinh nghiệm xương máu của mình. Mình đã sử dụng qua rất nhiều loại phân thuốc. Và đây là một trong những loại phân thuốc mà mình tâm đắc và mình giữ cho tới bây giờ. Mình không thay đổi à. Bởi vì nó là cái chìa khóa để cho mình làm nó đỡ tốn công. Các bạn thử nghĩ đi, hôm nay mình xịt thuốc nhện, ngày mai ra, 3 ngày sau nhện nó vẫn còn đấy. Thật sự nó mệt mỏi lắm các bạn. Mình xịt nhện nó, mình xịt lá nó đã mệt rồi, mình xịt nó không chết, rồi xong mình phải xịt lại. Thấy khổ không? Rất là mệt mỏi nha các bạn. Mình làm sầu riêng nó đã cực rồi, mà phân thuốc mà mình làm nó không chuẩn nữa là nó càng cực, thêm cực, mệt mỏi lắm các bạn. Cho nên là mình biết được những cái mệt mỏi đó. Thật sự hôm nay mình sẽ chia sẻ chi tiết về các cái loại thuốc đó mà mình sử dụng trong nhiều năm qua và đúc kết thành cái kinh nghiệm của mình. Mình xin chia sẻ cho tất cả cô chú, anh chị và các bạn mình cùng làm. Và chắc chắn là ngoài kia các cô chú, anh chị và các bạn cũng có nhiều loại thuốc rất là hay, thì mình cứ thế mình tiếp tục sử dụng. Nhưng mà đây là cái kinh nghiệm của mình đó, mình xin lấy kinh nghiệm của mình ra để mình chia sẻ cho tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Thì trước khi để mình chia sẻ cái phân thuốc đó thì mình có nói sơ qua về cái dàn đọt của mình. Cái dàn đọt của mình á, nó có một số cây là nó dư rồi, nhưng mà một số cây ấy, thì mình phải xử lý để cho nó vừa kịp nha. Bởi vì dàn đọt nè, bây giờ nó bắt đầu chuẩn bị mở lá đó. Chuẩn bị, đây là bắt đầu chuẩn bị mở lá. Dàn đọt của mình bắt đầu chuẩn bị mở lá, nó rất là bình thường nha. Và sầu riêng mình chuẩn bị xả nhụy. Đây nè, bông nè, bông chuẩn bị xả nhụy. Bông này bắt đầu vàng rồi, chỉ còn tầm mấy chừng 7 ngày nữa thôi là xả nhụy các bạn. Bông này là chuẩn bị xả nhụy rồi, rất to rất mập nha. Đó, ai theo dõi mình từ đầu tới giờ thì các bạn cũng biết đó, những cái bài, những cái tập 1 là về kéo đọt, tập 2 là về dưỡng bông đó. Những cái bài đó của mình thì mình đã chia sẻ hướng dẫn rất là chi tiết để làm sao cho cái bông của mình nó to nó mập như thế này, và dàn đọt của mình rất là khỏe đó. Các bạn thấy không, bông rất là to và mập nha. Rồi cái dàn đọt của mình xử lý. Thì hôm nay mình đã xử lý, hôm nay vào là ngày 28 Tết đó, là mình đã xử lý để mình ăn Tết nha. Và xử lý như thế nào chút xíu nữa mình cũng nói luôn. Đọt của mình nó ra rất là nhiều nha. Đó, đọt ra ghê lắm. Này là mình làm cứng rồi cho nên là mình không có lo nha. Có nhiều bạn á, tới cái giai đoạn này nhiều bạn nó gần sổ nhị rồi mà nó đi như vậy, chắc các bạn sợ lắm này này. Nhưng mà mình thì mình không lo nha, tại vì mình làm quen rồi. Mình không có rụng đâu, mình có những bài thuốc thì làm cho nó không rụng mà không hại lá, khỏe cây đàng hoàng nha. Đó, đọt nè. Đây các bạn thấy không? Đọt nó ra ghê lắm. Đấy, bông này, bây giờ bông này là chuẩn bị xả nhụy rồi. Đó, bông. Bông này mình làm khá đẹp, mọi người cũng nói là than là thất. Bông năm nay cũng thất rồi, khó làm bông, nhưng mà mình làm nó vẫn đẹp. Thì năm sau đi, mình hứa rằng năm sau mình sẽ chia sẻ cái cách mình làm bông. Làm bông của mình thì nó không giống mọi người lắm. Nó cũng là một trong những cái kỹ thuật mà mình tâm đắc từ xưa tới giờ mình làm. Đó. Thì mình chia sẻ. Thôi bây giờ mình đi chia sẻ về vấn đề phân thuốc và vấn đề chính. Các bạn coi cây của mình nhé. Đây có những cây này thì nó dư rồi. Dư rồi. Cái này là dư rồi. Những cây nó mở dư rồi, nhưng mà có những cây nó không kịp. Nó vừa kịp, mình xử lý vừa kịp, bởi vì á cái bông này nè. Cái bông này á khi mà sổ nhụy nha là mình cho phép 7 ngày nữa. Sau khi sổ nhụy đậu que diêm thì 7 ngày sau đọt già là vừa. À, 7 trong 7 ngày đó đọt mà nó mở hết là xong. Là các bạn không phải lo gì hết. Đó, cái đọt nó đang đi như lúc nãy mình cho các bạn xem đó. Đọt nó đang đi như thế. Mà mình xử lý trong vòng sổ nhụy xong cho tới 7 ngày là mở lá hết là xong.
không có vấn đề gì đâu nha các bạn, chứ không phải là sổ nhụy là lá đã già hết, không phải đâu nhá. Lá già hết, tất cả mọi người cứ cứ nghĩ rằng là lá lá là nó phải già khăng à, các bạn cứ nghĩ là lá nó cứ phải già như thế này nè, già mà đọt nó không đi như vậy nè, mà đọt mà bông nó sổ nhụy thì mới không rụng, không phải đâu nhá. Mình làm theo cách của mình là mình vừa dưỡng bông dưỡng đọt thì nó không có rụng đâu nha. Cái bài của mình đó, bài thuốc của mình đó. Rồi nước nữa, điều tiết nước nữa. Điều tiết nước, mình sẽ làm một cái clip về điều tiết nước. Điều tiết nước, đây là phải là kinh nghiệm nha. Cái này nó không có một cái cụ thể nào, mà phải đấy là phải là kinh nghiệm của mình. Kinh nghiệm điều tiết nước là nhìn qua bộ lá. Quan trọng nhất là mình phải biết nhìn qua bộ lá, mình phải xác định qua bộ lá này dư nước hay đủ nước là nhìn qua bộ lá hết nha. Rồi. Bây giờ các loại phân thuốc mà mình đã sử dụng trong nhiều năm qua và mình đúc kết được, mình sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn đây. Bây giờ mình nói về cái hôm nay mình làm già lá trước đi. Đây, cái già lá. Già lá là mình sử dụng cái này. Đây. Đây là cái bộ là già lá của mình đây. Trước tiên nhá, là 7544 mình đã từng nói nè, 7544 của hợp chí nha. Đây nè, của hợp chí đó. Thì cái thằng kali này nè, tại sao á các bạn xịt MKB mà mình không xịt MKB, mình lại sử dụng 7544? Bởi vì mình kéo đọt, mình đi một cái lượng đạm cao thì mình đưa kali vô để mình khử, gọi là mình y như là bây giờ các chị đi, bây giờ các chị muốn giảm cân thì nên ăn chuối nè, đó, nên ăn ăn khoai nè, bởi vì trong chuối trong khoai nó có hàm lượng kali rất là cao. Kali là nó giảm lượng chất béo trong cơ thể đối với con người, thì cây trồng cũng vậy đó. Bây giờ mình đưa lượng đạm vô thì trong cây bây giờ của mình đạm có thể nó còn tồn đọng ở trong đó, mình muốn khử được cái lượng đạm đi thì mình sử dụng kali của hợp chí này. 7544, 44% kali này để mình khử đi cái chất béo đó, để cho lá nó mau già, nó không còn đạm nữa, để cho lá nó mau già nha. Đó. Trong cái 7544 này nó có những thành phần như là kẽm, đồng, mangan, sắt, bo. Đó. Nó có cả những cái vi lượng nữa. Rồi, các bạn có nhiều bạn thắc mắc về combi. Combi mà mình sử dụng đây nè, một cái hũ này nè, là mình mua khoảng 700 mấy, mình không nhớ nữa. Đây nè, nó là Combi Bromix của Ba Lan nha các bạn. Hàng này của Ba Lan nha. Nè, dạng cốm, số 1 thế giới. Tan cực nhanh, không vón cục. Thật sự đó, mình sử dụng cái hàng này rất hiệu quả nha. Còn cái thằng Combi tiếp theo đó, là mình sử dụng là mình mua nguyên hộp này nè. Là hàng của Ý, Combi của Ý. Đó, Oligomix là Combi của Ý. Hay gói nè. Tại sao mình phải sử dụng hai loại combi mà không sử dụng một thôi? Mình bởi vì sao? Bởi vì ấy, trong cái combi của Ý này nó có thành phần magie nè, nó tới 2,41% lận thành phần magie, nhưng trong cái combi này không có. Đó. Combi này không có, nhưng mà cái combi này ấy nó có một cái rất là hay, là bởi vì nó cung cấp vi lượng tổng hợp dạng hữu cơ tốt nhất cho cây trồng, là thông qua cái việc là công nghệ là công nghệ amino giúp vi lượng. Đó, công nghệ amino này nè, oligolino amino giúp vi lượng được chelet thành dạng hữu cơ. Đấy, thì cái chuyển dạng này là rất là hay. Cái combi này mình thấy rất là hay. Đấy, cái bộ lá của nhà mình nó săn dày đẹp như thế, mình chỉ dưỡng combi này thôi nhá, mà các bạn đấy, mình đã quay cho các bạn thấy đấy, cái dàn lá của nhà mình nó rất là khủng nha, thật sự luôn. Này là mình nói thật sự là nó dàn lá rất khủng. Thì mình sử dụng cái loại combi này và loại combi này. Đấy các bạn, đây là cái đất tâm đắc của mình nha. Thay phiên nhau, loại này thay phiên nhau. Hôm trước loại này, hôm sau loại này. Đó, các bạn cứ thay phiên nhau loại này. Rồi, xong. Rồi, chặn đọt. Không phải chặn đọt, mình không có chặn đọt nhá. Mình làm cho già lá thôi chứ mình không bao giờ chặn đọt nhá. Mình chưa bao giờ chặn đọt nhá. Mình chỉ làm cho già lá thôi. Thì 7544 cộng với lại combi. Thì combi hũ này xài làm sao? Con bi hũ này ở trong này nó có một cái nắp này nè, cái nắp đỏ nè. Đó, thì mình múc ra cứ mỗi một nắp như vậy là một phi. Cứ mỗi một nắp một phi. Chờ mình chút. Đây nè,
Có cái nắp đỏ nè, nó cứ một nắp đó là một phi. Mình xài gần hết rồi, chắc mình phải đi mua cái hũ mới thôi. Đó, cứ mỗi một nắp là một phi. Còn hợp chí này là ba gói hai phi. Được chưa? Hợp chí này là ba gói hai phi cộng với lại cái này là hai muỗng, là hai phi hai muỗng. Hợp chí là ba gói hai phi cộng với thuốc rầy, cộng với thuốc nhện. Thì đây, các có nhiều bạn thắc mắc là mình xài thuốc nhện gì. Về đây, trước khi mà mình nói tới thuốc nhện thì mình nói tới thuốc chích hút thì mình xài ba loại này, chỉ xài ba loại này thôi nhá, mình không xài loại khác luôn á, tại vì mình chưa thấy cái nào thay thế được. Đây là cái thuốc mà mình tâm đắc nhất, các bạn cố gắng tìm nha, rất khó tìm nha. Đây là cái thuốc quan trọng nhất của mình, nó là chủ chốt cho cái việc là sâu bệnh nhiều. Khi mà dịch hại nó lớn, xịt cái này một phát là không có một con nào. Còn hai thằng này là yếu nha, hai thằng này là bình thường. Thì cái thành phần của thằng này thực chất nó là Acephate 95%. Hàng này của mình á, là cái hàng giả. Cái gói này của mình là gói hàng giả nha. Nhưng mà mình, tại vì ấy, mình biết nó hàng giả luôn, nhưng mà mình sử dụng thử. Hàng thật ấy, là cái xẻ nè, nó có hai bên, bên này và bên này nữa. Đó, nó phải có hai bên, hàng thật đó nha, nó phải có hai bên. Cái đó là hàng thật. Nhưng mà mình sử dụng thử cái hàng giả này xem nó làm sao thì mình thấy hiệu quả nó gần ngang như hàng thật nha. Bởi vì nó gần ngang như hàng thật, mình sử dụng trên vườn của mình, nó hiệu quả cho nên mình giữ lại. Mình mua cả thùng, nó tới cả 250 gói lận đó. Thùng của nó đó, mình xài. Đây là đấy, đây là khi mà dịch nhiều mình sử dụng cái này. Còn hai thằng này là mình cùng hoạt chất. Hai thằng này thì cùng hoạt chất, đó có nghĩa là Catap. Thằng này 950g, thằng này cũng 95%, đây là Catap. Còn thằng này là Catap Hydro Chloride. Đó. Còn thằng này chỉ có Catap không thôi. Đó, hai thằng này. Hôm trước thì xịt thằng này, ví dụ như lần sau 7 ngày mình xịt này, thì 7 ngày tiếp theo mình sẽ xịt quang này. Bởi vì hai thằng này ấy, kiểu gì xịt nó cũng không hiệu quả bằng thằng này đâu. Nhưng mà mình không được sử dụng thằng này liên tục, mà mình phải thay phiên, mình phải đa dạng hóa cái bài xịt của mình lên. Đấy, mình phối ba thằng này với lại thuốc sâu. Đó, ba thằng này mình luôn phiên nhau. Thằng này là Catap Hydrochloride. Rồi, còn thằng này là Catap. Còn thằng này là Acephate. Acephate này nặng nhất nha, nó là hiệu quả cực kỳ luôn. Các bạn nào xài rồi để lại bình luận cho mình, chắc chắn là cũng có người xài rồi, cũng có các bạn xài rồi. Đó, đây là tâm đắc nhất của mình. Còn hàng này là thay phiên nhau mấy. Còn mình sử dụng nhiều lắm rồi, nó không hiệu quả các bạn ơi. Xịt nó không chết, sâu rầy mà xịt không chết, mệt lắm. Còn thuốc nhện đây, đây là cái thuốc mà mình ngừa nhện. Mình thật sự làm sầu riêng là mình sợ nhất là nhện và nấm. Hai thằng này, cây sầu riêng của mình ấy, nó không hiểu làm sao mà nó rất là nhiều bệnh nha. Làm sầu riêng rất là cực, sâu bệnh quá nhiều luôn. Mình ngơi ra một cái, một là có rầy, mình ngơi ra một cái là có nhện. Cho nên ấy, mình bởi vì những cái năm trước mình cực khổ vì nhện luôn. Mình đã từng hôm nay xịt nhện, ngày mai ra nó không chết các bạn. Trời ơi, mình tức lắm, rất là mệt mỏi. Bởi vì mình xịt sai thuốc, mình xịt không đúng thuốc, dù là hạt chất y như thế. Ấy thế mà, dù là hạt chất y như thế, nhưng ấy thế mà nó không hiệu quả các bạn. Đó, cho nên là mình biết được những cái sự khó khăn đó, cho nên là mình đi trước thì mình xin chia sẻ tận tình tận tâm cho các bạn, để các bạn theo, các bạn làm, để cho thật sự là mình muốn bản thân mình là mình làm được trái sầu riêng ra nó phải đẹp, phải to, phải đẹp, đạt sản lượng. Thì các bạn, mình cũng mong muốn các bạn rằng là các bạn cũng làm ra được quả sầu riêng. Nó không những là làm ra được quả sầu riêng mà nó mẫu mã nó còn phải đẹp nữa. Hiện nay ấy, sầu riêng ấy, mình phải cạnh tranh với Thái Lan. Việt Nam mình phải cạnh tranh với Thái Lan. Cho nên rằng là mình làm ra quả sầu riêng mà xương mà eo thì làm sao mà địch lại họ được. Sầu riêng cộng cả Indonesia, Thái Lan lại, Malaysia lại, nó lớn lắm, nó nhiều lắm. Buộc mình phải làm cho quả sầu riêng nó đẹp, đạt cái mẫu mã, đạt về cái sản lượng 4 kg, 3 kg, 3,5 kg, 4 kg, đạt sản lượng, mẫu mã đẹp. Đó là cái mà mình luôn tâm huyết để mình cố gắng mình theo đuổi. Ngày trước á,
mình làm ra trái sầu riêng là mình chỉ biết làm ra trái sầu riêng thôi. Những cái năm trước đây ấy là mình làm ra, nhưng mà cái mẫu mã của nó không có được đẹp các bạn. Về sau này mình phải làm sao vừa đậu trái tốt mà sau đó là mình phải chăm cho trái sầu riêng của mình, nó phải là sản lượng tốt, trái to tròn đẹp. Đó, đó là cái mình theo đuổi. Và bây giờ mình đã làm được, cho nên là mình muốn, do mình làm được rồi cho nên bây giờ mới là cái thời điểm mình chia sẻ lại cho tất cả các bạn đi sau. Và các bạn đang làm mà các bạn mà chưa làm được như vậy thì các bạn theo chân mình đăng ký kênh, rồi like, rồi để lại bình luận để ủng hộ mình, để mình sẽ chia sẻ ra những cái tâm huyết mà mình đã đi trước, nó khó khăn mà mình chia sẻ lại cho các bạn, để các bạn tránh, để mình còn đấu lại Thái Lan chứ. Việt Nam mình là một cộng đồng. Mình cộng đồng với nhau là mình phải cùng nhau một chung tay mình làm ra trái sầu riêng đẹp để mình còn cạnh tranh lại Thái Lan chứ. Chứ chứ mình mà làm ra trái sầu riêng mà không đạt là Trung Quốc trả về thì không 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 nên các bạn. Đó là cái tâm huyết, đó là cái tận tình của mình là mình muốn chia sẻ cho các bạn. Rồi, cái nhện thì mình có ba loại nhện này rất là tâm đắc nha. Nhện bây giờ nói thật, mình ra ngoài tiệm thuốc bảo vệ thực vật ngoài kia các bạn, trời ơi nó tràn lan đại hải các loại thuốc, mình nhìn mình choáng ngợp luôn, thuốc là trên trời dưới đất luôn các bạn ơi. Rồi thương hiệu này thương hiệu kia nó quá là nhiều nha. Mình bây giờ là mình chỉ xoay quanh ba thứ này, ra ngoài đó có nói mình mua cái gì mình cũng không mua nha. Rồi các bạn thì tùy các bạn, đây là cái tâm huyết của mình hướng dẫn cho các bạn. Cái thứ nhất là ngừa thường xuyên thì là thằng nhện này, nó là gì, nó là Ebametin benzoate. Thì cái thành phần là petroleum oil này nè, nó quan trọng lắm nha. Đây nè. Bạn thấy không? Petroleum oil 395 g và cái phụ gia đặc biệt 600 g trên lít. Thì cái phụ gia này mình không biết là cái gì, nhưng mà cái thành sản phẩm là vua diệt sâu nhện này ấy. Đó, nó phải y chang như vậy nha. Nó có đây là sản phẩm số 1 từ Agritech Hoa Kỳ. Thì các bạn, cái mẫu của các bạn phải y chang vậy nha. Có một cái loại nữa nó gần y chang như thế này luôn, giống y hệt luôn, nhưng mà nó khác nha. Nhưng mà nó có một số điểm khác nha. Các bạn nhìn kỹ nè, các bạn chụp lại nè, để các bạn đi ra ngoài các bạn mua nè, nó y chang như thế này nha. Cái loại kia là xịt không hiệu quả đâu. Cái gì về cái này hình như nó là cái gì diệt nhện sâu Hoa Kỳ hay sao ấy, nó tên là cái gì diệt nhện Hoa Kỳ ấy, mẫu mã y chang nhưng mà nó là diệt nhện Hoa Kỳ. Còn cái này là vua diệt sâu nhện nha các bạn. Phải là cái loại này nha. Đây. Đây là vua diệt sâu nhện, là phải là cái loại này nha. Các bạn ra các bạn mua, các bạn tìm bạn mua đúng cái loại này nha. Rồi, đó là ngừa thường xuyên. Mình xịt ngừa thường xuyên. Ngừa từ mùa mưa, mình ngừa từ mùa mưa, mùa mưa có nhện nha các bạn. Các bạn đừng nói mùa mưa không có nhện nha. Mình phải ngừa từ mùa mưa đó. Mình xịt cái loại này để mình ngừa từ mùa mưa, lâu lâu ví dụ như mình xịt thuốc sâu mà khoảng cái chừng 2 cữ thì mình lại ngừa ngừa cái này 1 cữ, cứ thuốc sâu 2 cữ mình lại ngừa cái này 1 cữ, ngừa qua thuốc nhện này nha. Đó thì ngừa cho tới bây giờ, khi mà mùa nắng nó tới đó, chắc chắn với các bạn là nhện nó sẽ phát triển, một sẽ có một cái giai đoạn nhện nó phát triển kinh khủng khiếp. Thằng này mất giá trị bởi vì cái thằng này á, nó đã lờn thuốc rồi, thằng nhện nó lờn thuốc này luôn, nó không chết nha. Đó, khi mùa nắng tới, các bạn đừng ỷ y rằng là mình ngừa là mình không có nha, không phải đâu nha. Dù là mình đã ngừa nhưng mà khi mà mùa nắng tới, sau một giai đoạn mà mình xiết nước làm bông thì cây của mình đã suy yếu, nhện nó tấn công rất ghê nha. Giai đoạn đó các bạn phải thật sự nghiêm túc rằng là mình phải thường xuyên đi kiểm tra nhện ở trên lá xem có không, mặc dù đã xịt mình vẫn phải kiểm tra. Đó. Thì khi mà mình kiểm tra mà bắt đầu mức độ nhện mình xịt ấy, bắt đầu nó nhiều lên nha, thì mình sẽ chuyển sang hai thằng này. Đó. Hai thằng này. Khi mà mức độ nhện nhiều lên mình sẽ chuyển sang hai thằng này. Thì hai thằng này rất là hay nha các bạn, rẻ. Mình chỉ nhớ được cái chai này là 80.000. Saromai. Saromai 80.000 một chai, rất là rẻ. Còn thuốc nhện sinh học nhá, thuốc nhện sinh học các bạn ra các bạn mua 170.000 một chai, thuốc nhện là cực kỳ mắc tiền. Nhưng mà cái thằng này chỉ 80.000 một chai mà cực kỳ hiệu quả, mình thấy xịt rất hiệu quả nha các bạn. Mình thật sự chia sẻ cho các bạn thật lòng luôn. Chỉ 80.000 thôi mà rất hiệu quả.
Mình cũng đã từng xịt mấy cái dòng mà 170 ngàn đó rồi, hiệu quả nha, cũng hiệu quả nha, nhưng mà mình phải tìm ra những loại thuốc nào, bởi vì châm ngôn của mình là gì? Đơn giản, rẻ tiền, hiệu quả. Mình phải đầu tư chi phí thật sự rẻ tiền nha các bạn. Mà phải hiệu quả nha, còn đối với mình mà rẻ tiền mà không hiệu quả là mình vứt nha. Vứt thẳng tay luôn. Không có cái chuyện mà rẻ tiền mà không hiệu quả là thôi thôi thôi. Phải hiệu quả nha, rẻ nhưng mà phải hiệu quả. Rồi, cái thằng này là ngừa thường xuyên. Tiếp theo, khi mức độ nhện bắt đầu bạn thấy nó tăng lên, bạn xịt quán này cho mình. Thằng này là ông trùm. Đó. Ông trùm. Diệt nhện dế. Thì thằng này á, nó là pyridaben. Hạt chất của nó là pyridaben. Đây nè. Hạt chất là pyridaben. Đó. Pha với lại combi thôi nha. Nếu như mà xịt thằng này mà mình chỉ pha với combi nha, các bạn mà xịt với dưỡng lá là không được nha. Chỉ xịt được với combi, bởi vì bắt đầu cái thằng này tăng mức độ rồi, cái thằng này nhẹ nè, thằng này bắt đầu là tăng mức độ lên nặng hơn một chút rồi nè. Thì thằng này chỉ xịt với lại combi, không được xịt với phân bón lá. Ví dụ như các loại amino không được xịt với nó nha, xịt nó là mất hiệu quả nha. Chỉ xịt với combi. Đó, combi thì nó ít cho nên là mình xịt được với combi cái thằng nhện này. Rồi pha với cả sâu rầy được. Thằng này là thuốc sâu nhện. Pha được với tất cả các loại luôn. Chích hút sâu rầy, chích hút sâu rầy, amino các thứ là được hết. Thằng này là sâu nhện. Đó, nó là sâu nhện nha chứ không phải đặc trị nhện nha. Thì thằng này là thuốc sâu sệt là diệt nhện dế thôi nha. Diệt nhện dế thôi. Thì hoạt chất nó là pyridaben, nó là cấp độ thứ hai. Bắt đầu là các bạn thấy cái thằng này là không hiệu quả rồi á, các bạn chuyển quán này cho mình, chuyển quán này. Rồi cái giai đoạn cuối cùng, nếu như mà vườn của các bạn bạn thấy là cái cữ tiếp theo đó, các bạn thấy nồng độ nhện bắt đầu nó tăng rồi đó, các bạn xịt đặc trị nhện cho mình ceramide. Đặc trị nhện này chỉ xịt nó thôi nha, chỉ xịt một mình nó, không pha với sâu rầy chích hút, không pha với bất cứ một thuốc gì, chỉ xịt một mình ceramide này. Hoạt chất của nó là probagit. Hoạt chất của nó là probagit. Hoạt chất thứ ba là đó, hoạt chất probagit 570 g trên lít. Rất hiệu quả nha các bạn. Đó, thì chỉ xịt đặc trị, đây là đặc trị nhện mà. Đây là thuốc đặc trị nhện mà, cho nên là chỉ xịt mình nó thôi, không được pha với lại bất cứ một cái thuốc nào khác. Thần tốc diệt nhện đỏ hại chè, nhện dế, bọ phấn hại lúa, đó, diệt nhện lông nhung hại nhãn. Đây là đây là rất là tâm đắc nha. Cái đây mình mà đưa lên đây cho các bạn xem thì mình đã phải trải qua biết bao nhiêu loại thuốc, mình đã bỏ ra biết bao nhiêu là tiền ngu rồi các bạn. Tiền ngu là cái gì? Là mình xịt sai thuốc các bạn. Nghe đi ra nghe nghe ngoài đó người ta nói cái này xịt hay lắm, cái kia xịt hay lắm, mình thử nghiệm thì mình về mình xịt nó không hiệu quả các bạn. Mệt lắm. Thật sự luôn, mỗi lần mà mình xịt thuốc nó mệt lắm các bạn. Cây của nhà mình nó to, nó cao rồi. Có cây nó cao tới 15 mét lận, 12 mét, 15 mét. Nó cao lắm, mình xịt nó rất là mệt các bạn. Mình lúc nào xịt thuốc mình phải cột vô một cái cây xào 3 mét mình xịt. Nó mệt hơn các bạn nhiều. Cho nên là mình làm sao tối ưu xịt là phải hiệu quả nha. Mình sợ nhất là không hiệu quả. Đấy. Đấy là đây là những cái tâm đắc của mình lắm luôn đó nha. Mình chia sẻ tận tình cho các bạn, mình không giấu nha. Đó. Rồi tiếp theo là cái thằng thuốc sâu này nè. Đây thuốc sâu này nè, thuốc sâu này nè. Ngày xưa nó là tùng si đan, nhưng mà bây giờ ấy nó lại bị cấm rồi, cho nên là nó có nhiều hạt chất khác nữa. Thì mình nói cái hạt chất này lên cho các bạn để các bạn tìm nhé. Hai hạt chất này là đây là một trong những loại thuốc, hai hạt chất này đây là một trong những loại thuốc cốt lõi của vườn nhà mình luôn. Trị rệp sáp cực kỳ hiệu quả, rệp sáp sâu. Đó, rệp sáp sâu các thứ. Nó là hiệu quả lắm luôn. Bạn mà xịt cái nào mà không chết rệp sáp thì cứ thằng này mà xịt, cực kỳ hiệu quả. Thì đây nè, cái hoạt chất của nó là chờ lo pyrifos ethin. Chờ lo pyrifos ethin. Chờ lo pyrifos ethin 550 g trên lít. Cái hoạt chất thứ hai nó là cybermethin 50 g trên lít. Đó, nếu mà các bạn không tìm được cái loại này thì các bạn tìm hạt chất như thế này, các bạn xịt nha. Nó là ngừa được. Đấy, đây cái loại thuốc mà mình nói là xịt nửa liều đây nè. Nếu mà xịt bông á, nếu mà xịt bông các bạn cứ nửa, ví dụ một chai này là 2 phi, bình thường một chai này là 2 phi. 450 g, 450 lít. 450 ml. Các bạn xịt cho 2 phi. Nhưng mà
Nhưng mà mình xịt bông thì mình xịt cho 4 phi nha, một chai này là 4 phi. Đó. Chai này mình mua 130 ngàn một chai này. Đó, chia nửa ra. Rồi, đó, rồi cái tiếp theo, đây. Đây là cái mà mình tâm đắc cũng là rất là nhất luôn, là để cho từ từ, Superbo này các bạn. Đó, mình sử dụng Superbo này nè để mình dưỡng bông nè. Đó. Trong bông ấy là mình chỉ sử dụng Superbo này với lại combi thôi nè. Đó là mình dưỡng bông, mình chỉ sử dụng Superbo combi thôi. Đó, hai thứ này mình dưỡng bông nè. Đó, cộng với cái này là pha nửa liều. Cái một chai vậy là 4 phi. Đó. Khi mai mốt mặc quả rồi nha thì một chai này 2 phi. Mình đảm bảo các bạn không có một con sâu nào sạch tưng. Mà thuốc này khá độc nha. Hơi hôi và khá độc, hạn chế nha các bạn. Các bạn hãy mua một số loại thuốc khác để các bạn xịt để cho nó đỡ nha. Bởi vì khi nào mà mật độ nhiều thì bắt đầu mình chuyển sang cái thằng này nha. Thằng này xịt là nó nặng lắm nha. Đó. Rồi Superbo. Superbo rồi mình nói rồi nha. Superbo là mình sử dụng Superbo này là để tăng khả năng thụ phấn, tăng sức sống của vòi nhụy, rồi tăng mật độ hạt phấn của nhị đực. Đó. Thì làm cái này để cho nó tăng khả năng đậu nha. Rồi, tiếp theo sau khi xả nhụy được khoảng, khi mà đọt nó đi như vậy á, sau khi xả nhụy được khoảng 80% thì mình sẽ xịt canxi bo này. Tại sao mình chỉ xịt canxi bo loại này của Hàn Quốc? Tại sao mình xịt loại canxi bo này mà mình không xịt loại canxi bo khác? Bởi vì cái hoạt chất này nó có một cái rất đặc biệt nha. Trong này á, một chai này là cho 4 phi nha các bạn, một chai 1 lít này cho 4 phi. Bởi vì trong này không phải là canxi bo không, không phải canxi bo không, mà nó là đạm là 9% và kali là 9% và canxi là 7,2%. Đây. Đạm là 9%, kali là 9% và canxi là 7,2%. Còn boron ấy ở trong này rất ít. Trong đây nếu mà mình xịt không là không đủ lượng boron nha. Đó, cái loại canxi bo này này các bạn. Canxi bo này. Money Fish canxi bo. Loại này của Hàn Quốc. Đó, các bạn nhìn mẫu mã nè, bạn tìm nha. Y như thế này. Nó quan trọng nhất là cái thằng đạm với thằng kali á, nó có trong đó đó, làm cho tăng khả năng đậu trái của mình rất là cao nha. Rồi, phải cộng thêm một thằng bo nữa thì bo là mình sử dụng bo Israel. Hũ bo Israel này nè. Nó mình cộng vô thì cái bộ này nó mới đủ nha. Nó mới đủ bo canxi, lân và đạm và kali. Các bạn nào không kéo đọt hãy coi chừng, không nên xịt. Các bạn nào không kéo đọt thì không nên xịt, bởi vì trong này nó có một cái lượng đạm và một lượng kali thì các bạn cẩn thận. Nếu như xịt thì các bạn hãy cẩn thận nha, chỉ xịt bông thôi nha, chẳng may vào lá. Các bạn mà đi đọt là đừng có đổ thừa cho mình nha. Bởi vì quy trình của mình là một quy trình chuẩn. Quy trình kéo đọt chuẩn thì mình sử dụng những bộ sản phẩm này để mình dưỡng bông, dưỡng đọt. Và mặc dù là cho đọt nó có đang đi trong giai đoạn sổ nhụy thì mình vẫn có thể khắc phục được bởi thông qua những cái sản phẩm mình mới giới thiệu cho các bạn. Đây nha. Ví dụ nhá, như vậy mà đọt nó đang xả nhụy này, mình không bao giờ lo nha. Đang xả nhụy mình xử lý trong vòng 7 ngày. 7 năm 44, 3 gói 2 phi cộng với lại combi cộng với lại sâu rầy. 3 gói 2 phi 7 năm 44, mình xịt cho 200 lít nước. Thì cách 3 ngày mình xịt một lần. Đó, khi nó mở như vậy nè, nếu như mà đang xả nhụy nha, mình xịt 3 ngày một lần. Và 5 ngày sau mình xịt thêm một lần nữa. Đó, 3 ngày. Ngày thứ nhất xịt, xong ngày thứ 3 ngày sau xịt. Rồi 5 ngày sau nữa xịt là tổng là 8 ngày. Đó, là mình xử lý liên tục nha. 3 lần. Thì nó sẽ không hại lá mà mở lá rất là mau. Lá mở ra là già ngay. Mà mình không hại lá, mình xử lý như vậy là không hại lá. Nếu như các bạn mà xịt 2 cữ rồi mà thấy là lá nó mở nhanh mà đủ rồi á thì các bạn không cần phải xịt nữa. Còn mình mà cảm thấy chưa được, chưa ổn thì mình xịt thêm một cữ nữa là cách đó 5 ngày. Và mình xịt thêm một lần 3 gói 2 phi 7544 nữa để nó giải cái lượng đạm nha. 7544 đó là kali hữu hiệu. Chủ yếu của mình đưa kali vô để nó giải đi cái phần đạm nó còn tồn đọng dư ở trong cây, chuyển thành axit amin, chuyển hóa thành năng lượng và nó đưa dinh dưỡng từ đọt đó, đưa dinh dưỡng từ đọt này, kali đưa vô dinh dưỡng từ đọt này, nó sẽ chuyển ngược lại vào trong bông này, nó sẽ làm không cho bị rụng trái. Đó là cái mà mình làm.
rụng bông, rụng trái, rụng rụng rụng, rụng que diêm. Sau khi xạ nhị là mình có tối đa 7 ngày nữa để mình xử lý cái đợt này nha các bạn. Các bạn đang đang như thế này mà sổ nhị đừng lo nha. Các bạn hãy sử dụng cái bài đó về phải sử dụng cho dứt khoát và liên tục. Thì ngoài này mình xịt 7544. Mình nhắc lại, xịt ngoài này 7544 khi xạ nhụy nha, khi bắt đầu xạ nhụy, bông bắt đầu xạ nhụy mà đọt nó còn đang đi như thế này thì cái bài của mình, mình kéo đọt thì cái bài của mình là 7544 3 gói 2 phi cộng với lại combi cộng với lại sâu rầy. Xịt lần thứ nhất, lần thứ hai, sau đó 3 ngày. Nếu như đọt vẫn còn chưa mở nhanh, chưa già mau thì 5 ngày sau tiếp theo mình sẽ xịt thêm một lần nữa là 3 cữ để cho đọt này nó già mau. Còn bên trong bông, bên trong bông sau khi mà xẻ nhụy, các bạn thấy ở trên cây nè, sau khi mà sầu riêng nó xẻ nhụy được khoảng cỡ chừng 80%, sau khi mà những cái này nè nó xẻ nhụy được khoảng 80%, các bạn xịt cái bộ đó cho mình. Mình đảm bảo với các bạn đậu như một chùm nho, đậu rất là ghê các bạn. Dù là đang có đọt nha, nhưng mà cái sản phẩm này mình xịt nó đậu rất là hay nha. Bởi vì trong này á nó có 7% đạm và 9% đạm và 9% kali, 72% canxi. Đó, canxi boy nè. Rất là hay nha các bạn, phải cộng thêm một hũ boy nữa. Bạn xịt cho mình, đánh cho mình 80% sổ nhị, đánh cho mình. Đảm bảo các bạn đọt vừa già, đậu trái vừa ghê, vừa mạnh. Xong rồi 7 ngày tiếp theo các bạn xịt cho mình thêm một lần nữa. Sau xẻ nhụy 80% bạn xịt một lần. Xong rồi 10 ngày, 7 tới 10 ngày sau các bạn xịt bộ này thêm một lần nữa. Mình đảm bảo với các bạn là nó đậu rất là ghê luôn. Mai mốt mình sẽ cập nhật cho các bạn chi tiết về cái cách mình làm. Đó, đây là những cái thứ tiếp còn phân canh, còn ni chết bo, mình bỏ phân ni chết bo để mình kéo đọt nè. Đây này, thì các bạn chắc chẳng xa lạ gì với cái thằng Naja, thằng canxi bo của Yara này đâu ha. Đạm thì nó khoảng 15,4%. Hôm bữa mình nhớ nhầm nè, cái đạm này nó là 15,4% nè, canxi là 26%, bo là 3000. Đó, khi tại sao mà mình không xịt canxi bo là bởi vì mình đã bỏ canxi bo này rồi. Canxi này nó cao nha, 26% lận. Cho nên là mình bỏ phân canxi bo này chủ yếu là mình kéo đọt nha các bạn. Bởi vì nó có 15,4% đạm nè. Các bạn nào mà không kéo đọt, hãy cẩn trọng với cái canxi bo này. Bởi vì nó có tới 15,4% đạm lận. Các bạn bón, các bạn phải biết căn nha. Chứ các bạn mà không kéo đọt, bạn bón phân này vô, phân canxi bo này vô là coi chừng đi đọt. Đó, bởi vì nó có 15,4%, mình cân nhắc nha. Mình kéo đọt cho nên mình mới sử dụng cái bài này. Rồi, trước xạ nhụy 10 ngày là mình bón 12-11-18. 12-11-18. Đó, 12% đạm, 11% kali hữu hiệu nè. Rồi 18% kali là 12-11-18, mình bón 12-11-18. Nếu không có thì các bạn bón 12-12-17 cũng được. Trong đó nó có magie, có lưu huỳnh, sắt, kẽm bo, mangan. Rồi. Trước 10 ngày bón một lần. Phân gốc nha, trước 10 ngày bón một lần. Sau xạ nhụy 10 ngày bón thêm một lần nữa cho mình. Trước xạ nhụy cây năm thứ 5, năm thứ 6 bón 500, cây năm thứ 5, năm thứ 6 là bón 500g. Cây năm thứ 10 là mình bón 800g. Đó. Và sau khi xạ nhụy, là phải giảm nha. Sau khi xạ nhụy là cây năm thứ 5, năm thứ 6 mình chỉ bón tầm 400g thôi. Còn cây năm thứ 10 mình chỉ bón 700g thôi, mình sẽ bớt đi 100g nha. Cái thằng này là sau xạ nhụy nè, 12-11-18 nè. Rồi. Đấy. Đấy là tất cả những cái loại phân thuốc mà mình tâm đắc, mình chia sẻ cho các bạn. Đấy, vườn nhà mình là xoay quanh những thứ này là cốt lõi luôn để làm ra một vườn sầu riêng tốt như thế này. Các bạn nhìn thấy, mình làm ra một vườn sầu riêng tốt như thế này. Đó. Bạn theo chân mình từ đầu tới giờ thì các bạn cũng biết được là mình dưỡng bông, dưỡng đồ nó to như thế nào các bạn nhé. Nè, đó. Rất là to luôn nè, bông nè. Tới hôm nay là nó chuẩn bị xả nhụy nè. Nó đã tét đít rồi nè. Mà đâu có một con riệp xép nào đâu nè. Các bạn nhìn nè, không có một con riệp xép nào sạch. Ơi là sạch luôn. Không có một sâu bệnh hại, không có bọ trĩ, không có gì hết nha. Đó. Bông to đùng luôn.
Này bắt đầu nó xạ nhụy, hôm nay xạ nhụy nè. Này ra Tết rồi mình chắc mùng 2 mình vô tưới rồi chắc mình phải đi thụ phấn các bạn. Nở rộ cái một là mình sẽ thụ phấn. Mình chỉ thụ phấn cái lúc rộ thôi. Bông nè, to lắm các bạn. Đó. Rồi vậy thì cuối năm rồi thì chúc tất cả cô chú, anh chị và các bạn cũng có cố gắng làm được một mùa sầu riêng thật là năng suất. Không những đạt năng suất mà mẫu mã mình còn phải đẹp. Mình còn phải cạnh tranh lại với Thái Lan nữa để mình bán được ví dụ tỷ lệ 82 hay 91. Để làm như vậy được thì nếu ai chưa làm được thì hãy đăng ký kênh, hãy like video của mình, bởi vì mình chia sẻ tận tâm tận tình để giúp cho tất cả các bạn có thể phát triển được cái ngành hàng sầu riêng của Việt Nam mình lên. Đó, không những là cho bản thân mình mà còn sâu xa hơn là cho cả cái nền sầu riêng của Việt Nam mình nữa. Thì các bạn nếu mà yêu thương mình thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh, rồi để lại một bình luận. Và các bạn thắc mắc gì thì các bạn cứ chia sẻ với mình sẽ giải đáp cho các bạn nhé. Đây, hôm nay là sầu riêng của mình bắt đầu nó chạy trái rồi nè. Cái này nó chạy trái rồi nè. Này, một chùm này, một cành này mình chỉ lấy có trái à. Mình chỉ lấy một trái thôi nha, tại vì ăn xong là sợ nó chết cái cành này nè. Nên mình chỉ lấy một trái thôi. Một chùm này mình lấy một trái thôi. Một quả thôi. Đậu à? Trên kia nó đậu kìa. Ôi, trên kia nó đậu kìa. Đậu trên ngọn à. Rồi. Cây này mình lấy vài chục trái thì nhiêu đây thì dư rồi nha các bạn. Thôi mình thân chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng. Rồi dồi dào sức khỏe. Bye bye.